Tổng chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là thằng nắm bánh bao dưới là út gà. Trời đất, cặp này bây giờ xin thưa quý vị nó xâm kiếm hợp bích quá trời luôn. Hôm nay thằng nắm bánh bao nó trở thành bác sĩ, nó vô nó khám bệnh cho út gà. Ở mà khám ở chỗ nào đó nắm bánh bao? Ê, mà khám chỗ nào vậy? Ta nói rồi, uống thì nó thật sự uống cũng phải tìm nước sạch mà uống cân. Sao đêm hôm mà thật sự mà say quá sao mà chui vô mà uống trong cái nước trong toilet vậy? Đấy. Một cái thằng mà xin thưa quý vị nó gọi là nó cực kỳ mà gọi là nó thối lầy, quá thối lầy luôn. Đêm hôm mà lên livestream như là một thằng ngáo. Ngày xưa nó thật sự quý vị đó chắc là cũng là coi như là cũng không có được cái sự giáo dục của mẹ của cha, sống theo cái kiểu mà dạng dạng bụi đời. Bây giờ nó xem cái nhà toilet nó giống như là một trong những cái bàn ăn của nó đó. Đó, nó vô nó ngồi mà quý vị thấy không đó, nó ngồi rồi nó banh ra đủ tất cả các kiểu. Mày kiếm ăn thì thật sự kiếm ăn cũng có chỗ cho cưng, sao mà nửa đêm nó hôm mà đói lắm sao phải vô lại cái là cái chỗ mà cái nhà toilet để mà tìm cái gì để ăn vậy? Ê, ủa cho mày lên chỗ út gà rồi út gà không cho cái gì ăn hết hả? Không cho ăn thì xin bú chứ, đúng không? Nói thật sự nếu như đó mày lên chỗ út gà đó thì bà không cho ăn thì mày xin bú nha, để có cái mà thật sự có cái bỏ bụng rồi bỏ vô mồm rồi về chứ. Để cho mày vô mà thật sự đêm hôm đó tao thấy mày mày đói đến mức đó, lên Út Gà quay phim quay cho cả ngày rồi đói đến mức rồi nửa đêm nửa hôm rồi rã người ra rồi chui vô toilet không biết mày tìm cái gì trong đó mày ăn trong đó. Để. Rồi mày lên mày livestream, trời đất thánh thần thiên địa, nhìn cái kiểu của mày thấy tao ớn quá vậy thằng nắm bánh bao. Rồi hôm nay mày khám cái chi à. Hôm nay là thật sự quý vị đó nó tới gọi là nó khám bệnh cho Út gà. Sao Út? Út đâu sao Út? Út khỏe chưa Út? Út như thế nào Út? Chờ Út bây giờ Út chỉ có mỗi là thật sự là Út thiếu tiền, thiếu những cái thằng dốt như mày thôi. Chứ còn Út bây giờ nó thật sự cái thây như đó mà đâu có gì à. Tôi nói nó mập quá rồi bây giờ đó là tất cả nó gọi là cái thớt thì nó đè xuống gọi là cái khớp nó chịu không nổi. Quý vị cứ nghĩ đi, một cái mà thật sự cái gì mà nó quá tải thì nó thật sự nó cũng phải có những cái gọi là cái phản ứng ngược thôi. Bây giờ xương khớp bả như vậy mà mày nghĩ bây giờ mà đè lên cỡ như là cá tạ thịt thì có còn chịu nổi hay không? Đúng không? Cũng giống như mày trong những ngày vừa qua đó, mày đi bản thân mày mà đi còn không nói, mày còn đế bà Út gà trên đầu mà cắm đi là khắp cả không gian mạng. Tớ thấy mày cũng tội dở sợ nắm bánh bao đó. Bây giờ mà mày cắm Út gà mà thật sự thâu mà cắm trên vai cũng được, trên đầu là chỉ để cho cha cho mẹ thôi cưng. Mà bây giờ mày nỡ lòng nào mà mày để mày hất cha mẹ mày xuống để mày cắm Út gà lên đầu mà mày dầm dầm khắp các không gian mạng trong những ngày vừa qua đó. Rồi người ta lên nói đó, người ta lên nói rồi sao nịnh nịnh Út gà không được đó, rồi bà không cho ăn rồi bú cũng không xong đó, đêm hôm là đói quá rồi vừa vã quá rồi chui vô toilet để mà móc những cái đó lên bỏ vô mồm, đúng không? Mày móc những cái mà bỏ vô mồm xong rồi mày mới lên là livestream bây giờ đó mà gọi là mày ngồi trong phòng toilet ăn xong rồi thật sự đi không nổi, đúng không? Đúng không? Ăn xong đi không nổi rồi chui ngồi im đó livestream luôn. Trời đất thánh thần, nó thật sự một cái thằng mà nó vô văn hóa như mày vậy đó mà nó tồn tại được không gian mạng thì thua thua. Con người gì mà kỳ vậy? Giả dụ như bây giờ đó mình lên mình quay mà thật sự mình cũng đừng có nịnh quá, mình quay Út gà thì mình nói Út gà, quay chim sâu nữa chim sâu, nói đầu này mà công kích đầu kia đó, rồi để cho cái như là hai cái con người này nó mâu thuẫn
rồi mày đứng, thật sự mày đứng ở giữa mà làm ngư ông đắc lợi. Mày làm cái gì cũng phải là nghĩ đến cái vấn đề là con cái mày ngày sau này sẽ nó sẽ nhận những cái hậu quả. Đấy, cái mày gây ra nhưng con cái mày sẽ nhận hậu quả, hiểu chưa? Thằng nắm bánh bao. Và mày làm những cái hành vi nó cực kỳ phản cảm không gian mạng. Đấy, mày đi nịnh một cái con mà thật sự nó chén ra một hệ thống gì. Đi nịnh một con già mà chỉ biết đi ăn giật thôi, chỉ biết gọi là đi giật của một đứa mà nó bệnh tật như chim sâu để mà vừa làm của. Thì cái bản chất mày nó cũng thối rách như chỗ út gà, chứ mày tốt lành đẹp đẽ ở đâu ra? Đấy, mày tốt lành đẹp đẽ chỗ nào? Cho nên những gì mà mấy ngày qua anh mày lên nói đó à, là đậm tới chân cơm mày đúng không? Bây giờ là tao lên tao nói rồi không còn cơm ăn đúng không? Đó, rồi đêm hôm là vô trong cái nhà vệ sinh, vô trong bồn cầu đó, đó rồi tìm lại sản phẩm dư thừa đó hả, để mà có cái bỏ vô mồm đúng không? Tao lên tao nói đó, thật thật sự mày có đường mà ăn xích thôi chứ dễ chi mà cơm nước đâu nữa mày. Lên tao nói như vậy là thật sự mày không có còn cái chi mà đỡ kiếm ăn trong tình thương của Mạnh Thường Quân, chỉ có đường mà vô bồn cầu mà đỡ mà tìm những sản phẩm dư thừa không, hiểu không? Đấy là cái bằng chứng đó quý vị. Cái đêm hôm mà nó vô cái nhà toilet nó livestream đó, đó là một trong những cái bằng chứng rất hùng hồn khẳng định rằng bọn này bây giờ nó không còn cái gì đó nó bỏ vô mồm rồi. Cho nên mới vô nó tìm lại những cái sản phẩm dư thừa đó bỏ vô mồm thôi, để mà sống qua ngày và chờ qua đời thôi đúng không? Ngu cũng có mức độ thôi. Ở ta tới mà ta bi a cho bà út gà như vậy đó, thì thôi bây giờ đó ít ra thì cuối ngày đi về xin bả bữa cơm mình ăn. Còn bả không có cho cơm thì nói thật sự thôi bây giờ tôi cũng đói quá rồi, không cho tôi ăn thì cho tôi bú tôi về chứ. Bây giờ mà ăn cũng không được mà bú cũng không xong mà lên ngày nào cũng chấp cái mó lên cộng đồng mạng mà bảo vệ bà út gà để mà ủng hộ cho bà đi ăn cướp ăn giật đồ của một con bị bệnh tâm thần. À, rồi mà thấy mày đạo đức dữ chứ, tử tế dữ chứ, mày có phải là cái con người hay không? Thử nắm bánh bao lên mà còn tự hào. Một cái thằng gọi là vừa dốt vừa vô học như mày đó, mà bây giờ mà cầm những kênh truyền thông thế này là thua rồi. Giờ tao hỏi nghe nè đó, cha mẹ còn sống không? Thế cha mẹ còn sống không kinh? Mà sao nó thật sự cha mẹ em mà không đêm hôm mà thấy em vô bồn cầu đó, em tìm những sản phẩm dư thừa em bỏ trong mồm em, thật sự cha mẹ chắc cũng là đau xót lắm. Cứ uống ba cái cồn Trung Quốc vào đó, rồi vô đó có còn có một cái lũng nước để cho nó bớt bay mùi đó. Vậy mà mày lơ vô đấy mày cũng hút cho hết cái nước trong đó thì thâu thua rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu cứng. Hôm nó say rồi quý vị, tôi nghĩ rằng nó thật sự những cái gì trong bồn cầu đêm hôm nó dọn sạch luôn, nó dễ chi mà nó chừa lại cái gì đó. Rồi sáng ngày sau đó, sáng nay thức dậy thấy là thật sự hối hận rồi đúng không? Rồi lên tiếp like nữa chứ. Tao lao cũng vừa thôi chứ tao lên tao dạy mày nó thật sự để mày khôn ra, không ngờ mày uống cái gì của Út Gà mà mày ngu đến mức như vậy. Nói rồi mày tới Út Gà, thật sự Út Gà cho mày ăn những cái mà thật sự nó ủ dột mày mới ngu cỡ đó thôi. Chứ còn mày nếu như mày mà không ăn không uống gì cũng không bú gì chỗ Út Gà là mày khôn, chứ mày đâu có ngu như thế này. Người ta nói là để cho mày hiểu mày biết là cách sống, chứ đâu ai nghĩ mà thật sự càng nói mà càng cái gọi là ủ dột u mê như vậy. Đấy, càng nói mà càng ủ dột u mê đến mức mà thật sự bây giờ nước bồn cầu mà thật sự mày còn không phân biệt được nữa là tao thua rồi. Đấy, đêm hôm quý vị thấy không, nó vô gọi là lăn xả với bồn cầu đó, đói quýu rồi. Tao nói thật sự quý vị, tôi mà tôi lên tôi nói khoảng là trong vòng khoảng là một tuần nữa là thằng này thật sự à, nhiều lúc là cái nó không thở mà cái có gì nó bỏ vô mồm nữa. Tao mới tao lên tao nói được mấy đêm mà thật sự mày đã tìm gọi là những cái mà sản phẩm dư thừa để mày bỏ vô mồm rồi đúng không? Đêm hôm vô thật sự chắc gọi là cũng cũng tung cả cái bồn cầu ra cũng kiếm được mấy cục đúng không, trời nhét vô mồm rồi bây giờ đó. Rồi ngày hôm nay cũng lên tìm út gà nữa. Cực kỳ. Dạ chưa, dạ chưa, dễ gì mà ngủ được chị. Ở cái chỗ thằng nắm bánh bao này nó vẫn còn là gọi là
đi lên để mà quay chim sâu, quay ốc gà để mà lường gạt cộng đồng mạng thì dễ gì em ngủ. Nói khi nào nó thật sự nó mày mày phải ra ngoài nghe cho nắm, mày phải ra ngoài mày kiếm nó mới được nhiều, chứ thật sự trong đấy thì bây giờ mà thấy mày canh quá, trong đấy bây giờ tao thấy canh quá, tình hình của mày ốc gà bây giờ đó là tao thấy có những cái kết quả cực kỳ quan ngại nè. Bay lên mà thật sự mày lên mà mày lừa ốc gà để mà cúng một con gà để cho đời thường Hân Nguyễn không lên mạng nói nữa đó, rồi cúng rồi dọn ra mày cũng mày đớp, nó lên nó lừa ốc gà để mà có con gà để bỏ vô mồm, chứ làm gì có câu chuyện mà cúng mà linh, thấy không? Cúng không có linh, nhất là cúng mà để cho đời thường không lên nói nữa, để cho lũ bay kiếm ăn trong cái tình thương của người khác thì càng không linh, đúng không thằng bánh bao? Đấy. Mày lên mày u mê lắm, mày lên mà u mê lắm. Tao hỏi mày, mày có biết cái ý nghĩa của cây bút của anh dùng cái đó làm gì không? Tao đi làm gì, tao thật sự tao đi làm gì cái áo rồi đó mà nó thật sự là quý vị, tôi đi làm gì đại đa số cái áo tôi dứt trong phòng làm việc. Thì mình có làm gì nó đổ mồ hôi đâu. Rồi coi như là tối mình live stream mà sẵn cái áo mình khoác cho luôn, thì đại đa số là cái cây viết của tôi là liên liên tục trong túi áo là lý do như vậy. Nó lên nó trời ơi là bây giờ là lên cây bút đâu mà không thấy ông nội mày, tao quay cái đó sao mà thấy cây bút, tao đỡ ri mà mới thấy cây bút chứ. Đấy, cây bút của anh là ký là tiền tỷ đó, còn cây bút của mày nó thật sự mày bây giờ cây bút của mày là thật sự mày dùng mà để mày xóa thôi. Cây bút của mày bây giờ mà để thật sự úp gà mỗi lần có cần thì xin một chút thôi, chứ thật sự cây bút mày đâu có giá trị. Cây bút anh mà mỗi lần anh nhúng bút anh ký là cái giá trị tiền tỷ, nghe chưa thằng nắm bánh bao? Mày lên không gian mạng mà thật sự mày u mê mày ủ dột nhiều cái lắm. Đến bây giờ mà thật sự ở chỗ úp gà là một trong những cái người mà thật sự nó vô cùng là nó gian manh, và nó có những cái lối sống nó không có phù hợp. Bao nhiêu con người đã lên tiếng đã lật mặt rồi mà lúc nào cũng là ở đây mà hơn thua ganh tị với là chim sâu kim anh một cách quá trơ trẽn, mà bây giờ lũ bay còn lao vô được. Bay bảo rằng là đồng nghiệp YouTube phải ai đồng nghiệp với mày? Thế kênh tao là kênh chữ, mà chữ ai? Chữ những loại như mày, những loại như út gà ai là đồng nghiệp với mày trong này? Mày nghĩ rằng mày muốn đồng nghiệp với anh mày dễ lắm hả? Mày trình độ mày lớp mấy mà được đồng nghiệp với anh? Cả thằng nắm bao học mẫu giáo trường làng không không có cái viết còn sai chính tả mà lên chữ đồng nghiệp YouTube với nhau, tại sao phải lên nói? Mày nói cái câu đồng nghiệp mày thấy người sang bác Hoàng làm họ thì dốt, không có ai đồng nghiệp với mày hết trơn. Làm mà làm tào lao mà lên dớ giọng đồng nghiệp, cái nghiệp mày khác nghiệp tao, làm gì có chuyện mà đồng nghiệp. Đấy. Cái nghiệp mày khác, cái nghiệp mày là cái nghiệp làm ác, cái nghiệp mày đó là cái nghiệp đi ăn giật, đi gọi là đi lường gạt mạnh thường quân. Thì cái nghiệp mày sao mà bằng nghiệp anh được? Nghiệp mày mà bây giờ bảo rằng là đồng nghiệp ở đâu ra? Còn anh là đi lật mạch, kênh của anh là thật sự là anh đi lật mạch, đi chia sẻ những cái điều đúng để cho mọi người cùng cảnh giác, thì làm gì cái chuyện mà đồng nghiệp ở đây? Mà đâu phải là anh sống mọi cái nghề YouTube này không đâu cưng. Trời ơi bây giờ mà thật sự em còn u mê lắm, có dốt thì cũng để cho người ta dốt bớt, lo mà tập trung cái nghề bánh bao đi. Trời đất thánh thần, bánh bao lấy bột Trung Quốc đó là mà lên cộng đồng mạng cứ thích thể hiện mày bánh bao cái bánh mì gì em, nó lên nó bảo nó làm bánh mì nó không có làm bánh bao. Mày là thằng nắm bánh bao chứ mày không có bánh mì đó. Lên mà thật sự một cái thằng tào lao âm binh không, hôm nay nó lên nó đi khám bệnh cho ốc gà nè. Mà nói nó đứng dậy nó cùng nó ngồi Chào bà. Chào cả nhà. Hôm nay ghé thăm bà con gái thì ghé thăm tin hơi yếu rồi. Sao
yếu đúng rồi. Hôm nay làm cái cái bỏ vô miệng mà không yếu. Tôi nói thật sự túi bà đã già rồi, đã không có cái bỏ vô mồm rồi. Mà ngày nào mà cũng cõng bả mà chạy vòng vòng đi mà thật sự trên không gian mạng thì thôi thật sự không yếu mới lạ, yếu là bình thường. Đúng không? Anh còn không có anh mà lên cộng đồng mạng còn chạy vòng vòng để mà thật sự đỡ đi lừa người ta nữa, sức ở đâu mà không yếu cưng. Chỉ cần mà nó thật sự anh mà anh chăm sóc á, mà cỡ nắm anh bao cho kỹ đó là nắm anh bao chỉ có cách mà thật sự quá vậy. Tao nói thật sự mày dọn sạch ruột của mày còn không có cái bỏ vô mồm chứ đừng nói cái câu chuyện mà mày có cái để mày ăn trên không gian mạng. Mày thật sự có uống thuốc số vô thì cũng chẳng có cái gì mà bỏ vô lại mồm đâu. Tao nói thật. Nghe chưa? Nán bao. Nghĩ sao mà vô mà thật sự mày đói đến mức thì thật sự không ta live stream xong rồi ta vô ta ăn. Đói đến mức mà bây giờ đó vừa live stream mà vừa vô dọn cái bồn cầu để mà có cái bỏ vô mồm mà thua quá gì. Hết đường luôn. Mày mà bây giờ mà cái nhân cách mày ở đâu ra mà mày lên không gian mạng, mày lên không gian mạng mà lại thích thể hiện.